một chiến thắng đậm chất của Mourinho. Và lần đầu tiên sau 12 trận đấu với nhóm Big Six, Tottenham đã có chiến thắng. Và tôi muốn hỏi anh Trần Minh rằng là anh đánh giá thế nào về màn trình diễn của Tottenham trong trận đấu vừa qua? Tôi nghĩ là Tottenham đã có một màn trình diễn rất là tốt. Và như anh nói, sau 12 trận đấu với nhóm Big Six đã có chiến thắng đầu tiên. Và chúng ta thấy rất là rõ, đó là dấu ấn của những tân binh. Mourinho đã có thêm những nhân tố mới. Và rõ ràng những nhân tố mới đang thổi một cái sức sống mới đến với cho Tottenham. Và anh đánh giá thế nào về lối chơi của Tottenham trong trận đấu vừa qua? Lối chơi của Tottenham rất là Mourinho. Đó đúng là thời đỉnh cao của Mourinho mà chúng ta vẫn thấy. Khi mà Bergwijn tung cú sút mở tỷ số, đó là cú sút đầu tiên của Tottenham ở trong cái trận đấu này. Nghĩa là Tottenham đã chơi phòng ngự một cách cực kỳ chủ động cho đến khi họ có một cơ hội kết liễu, và họ đã không bỏ qua cái cơ hội đó. Và nó rất là giống cái hình ảnh mà ngày xưa Mourinho và Pep Guardiola còn đối đầu với nhau hàng tuần, hàng tháng ở La Liga. Và những thống kê thì cho chúng ta thấy là Man City đã cầm bóng nhiều hơn, tung cú dứt điểm nhiều hơn, nhưng tỷ số lại ngược lại. Và Amobi thì nghĩ sao về hàng công của Man City trong trận đấu vừa rồi và xuyên suốt trước đó nữa? Có phải nó là một cái điểm mà trong mùa giải năm nay Man City đang còn thiếu hay không? Không phải là Man City thiếu, mà Man City đã cũng như Man City là một đội thích cầm bóng nhiều. Cái lựa chơi của Man City là phải có bóng, phải di chuyển nhiều. Nhưng quan trọng nhất là rõ ràng trận vừa hôm qua là Mourinho. Cái đẳng cấp của một huấn luyện viên giỏi, tại vì Mourinho muốn làm như vậy gặp Liverpool mà không được, tại vì Liverpool chắc chắn quá, không có sai lầm gì hết. Bóng đá người ta nói là nếu mà có người sai lầm phải trả giá, đúng không? Hôm qua Man City bị cái đó, Man City rất mạnh, rất tốt, mà cái ngược lại phần thủ của Man City cũng chậm. Đó này, Mourinho muốn lấy tốc độ của tất cả cầu thủ của Tottenham á, chờ đợi cơ hội có thể dựng lên nhanh. Có hỏi ghi bàn là ghi bàn mà không chịu thua. Mà hôm qua biết thế Hugo Lloris nó cũng trả lại. Đó là khó cho hàng thành công của Man City. Man City có cả Aguero, De Bruyne đủ ngồi hết. Mà trước đó này biết nghe Pep nói Zinchenko ở lúc nghỉ hiệp 1 đó là cứ căng thẳng đi, đừng có phạm lỗi nữa. Căng thẳng, mà cái đó là sai lầm của cầu thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm. Man City mà nói thành công là nửa đội bóng, 50% còn lại có thể yếu, có thể là cái có phương án cho đội đối phương. Nhưng mà hôm qua Tottenham Hotspur lấy cơ hội đó ghi bàn. Và tôi cũng đồng ý với B rằng là Tottenham có một trận đấu tốt, nhưng mà chúng ta phải nhìn sang Man City, họ có phải là phung phí quá nhiều cơ hội trong trận đấu vừa rồi hay không? Theo cái cá nhân bị là thiếu may mắn thôi. Nếu mà ghi bàn trước có thể thắng được, mà không ghi bàn cũng có cơ hội cho hai bên. Thật sự rằng là một tình huống của Gundogan đã bị Hugo Lloris chặn đứng ở tình huống 11m thì đã gây tâm lý cho các cầu thủ của Man City. Và đây là trận đấu thứ hai sau trận đấu mà thua ở cúp liên đoàn với Man United. Pep Guardiola đã nói rằng là họ đã tạo rất nhiều cơ hội nhưng không dứt điểm được trận đấu. Và đến Kevin De Bruyne còn nói rằng tôi không hiểu tại sao mình thua trận đấu trước đó với Man United ở cúp liên đoàn nữa. Và trong trận đấu này họ cũng tạo nhiều cơ hội. Và anh Quang Thanh đánh giá thế nào, và có theo anh nghĩ rằng là Pep Guardiola cần phải làm gì nhiều hơn trong khu vực 5m50, 16m50 trong những trận đấu của Man City với các đối thủ mà họ tạo rất nhiều cơ hội và họ không thể giành được những bàn thắng mà họ mong muốn? Các cầu thủ của Man City bây giờ những cái hàng công thì Thanh thấy là cái phong độ nó chưa thực sự là tốt giống như cái thời điểm trước đó. Có 2-3 tình huống Haruro đá chợt bóng ra ngoài, Darin đá ra ngoài, Sterling cũng đá ra ngoài. Nói chung là mình thấy là phong độ của các cầu thủ của Man City bây giờ thực sự không tốt. Và Pep vẫn mình nghĩ cũng không thay đổi đâu. Ông Pep thì nghĩ vẫn để những cầu thủ này thôi, và sẽ làm một cách nào đó để cho những cầu thủ này phong độ để lấy trở lại thôi, chứ còn nếu mà thay đổi thì Thanh nghĩ không thay đổi. Nhưng Mourinho đã nói trước trận đấu với Man City trong trận đấu vừa qua rằng ông nói là Man City không yếu hơn so với những năm trước và họ vẫn mạnh như vậy. Và ông rất tôn trọng Pep Guardiola đang làm ở với đội bóng Man City. Và tôi muốn hỏi anh Trần Minh rằng là
Man City có phải yếu đi do Liverpool quá mạnh hay là Liverpool đã tạo một khoảng cách quá xa so với Man City hay không? Tôi thấy Man City đúng như Mourinho nói, Man City cũng vậy. Tôi vẫn thấy Man City hay nha, vẫn thấy Man City mạnh. Thật ra mình đã nói với nhau rất là nhiều lần rồi, trong bóng đá cái khó nhất không phải là ghi bàn mà là tạo ra cơ hội ghi bàn. Thì việc này Man City vẫn đang làm rất tốt. Còn chuyện mà họ dứt điểm không vào là do một ngày xui rủi thôi. Liverpool thật sự đã chơi một thứ bóng đá vượt trội hoàn toàn so với lại phần còn lại của Premier League, nên là chúng ta không bàn nữa. Ở đây chúng ta, nếu mà chúng ta bàn Man City, chúng ta phải nói là Man City vẫn mạnh như thế, nhưng các đội bóng đã bắt đầu dần dà biết cách khắc chế Man City. Mình hãy nhớ đến chiếc thẻ đỏ ngày hôm qua của Zinchenko. Trước đây có rất nhiều người đã nhìn ra được một vấn đề của Man City, đó là Man City phạm lỗi rất nhiều. Đúng rồi. Nhưng thật ra là phạm lỗi, gọi là mình gọi là phạm lỗi chiến thuật, đúng không? Đúng rồi, phạm đúng lỗi rồi. Vừa đủ để khiến cho đối phương chậm lại nhịp không phản công được. Đúng rồi, đúng chính xác. Thì Mourinho đã, tôi nghĩ là cái thẻ đỏ này là một toan tính của Mourinho, chứ không phải không. Có nghĩa là cho những cái cầu thủ của mình ngã ra dễ hơn một chút để câu những chiếc thẻ và khiến cho Man City sụp bẫy. Tôi nghĩ chiếc thẻ đỏ đó đâu đó nó nằm trong toan tính của Mourinho. Và anh có nghĩ rằng là mùa tới Man City sẽ bổ sung những bản hợp đồng chất lượng nữa hay không? Chắc chắn là phải bổ sung những bản hợp đồng chất lượng, bởi vì các ông chủ của Man City không bao giờ thiếu tiền hết. Và Pep vẫn đang rất là được trọng vọng ở câu lạc bộ này. Và Pep là một huấn luyện viên mà chúng ta biết là từ xưa đến nay ông ta xài tiền rất là nhiều. Chắc chắn là ông sẽ mua tiếp. Và Mourinho đã có những bổ sung, không phải là những tên tuổi nổi tiếng, nhưng mà đã mang đến bàn thắng cho ông và mang đến chiến thắng cho ông trong trận đấu ngày hôm qua. Và anh có tin tưởng rằng là chặng đường sắp tới còn lại của mùa giải, Mourinho và Tottenham có thể đứng ở vị trí top 4 của Ngoại hạng Anh hay không? Tôi hoàn toàn tin điều đó. Bởi vì hôm qua chúng ta đã thấy Bergwijn đã thể hiện cái duyên của mình, đúng không? Một cái pha chặn bóng theo như hồi nãy chúng ta nói, anh Thanh nói là hình như là chạm ngực nó hơi lỗi, nhưng mà rất là duyên, bóng rớt ra suốt là vào. Thì tôi nghĩ là cái duyên đó đâu đó nó sẽ giúp cho Tottenham trở lại top 4 và kết thúc mùa giải với lại một suất dự Champions League. Amobi nghĩ sao? Bi đồng ý, tại vì Mourinho cần một đội bóng bắt đầu hiểu nhau, bắt đầu biết thắng thua là cái gì, bắt đầu có cái tinh thần cái mạnh hơn trước có Mourinho, mà có Bergwijn về mà ghi bàn như vậy như hôm qua, đó là đẳng cấp, không phải ai cũng làm như vậy được, khó. Mà ghi bàn được cái tự tin và cái tất cả cảm giác của cầu thủ Tottenham bây giờ sẽ tốt hơn nhiều. Mà Mourinho còn lại 2 tháng nữa, hơn 2 tháng nữa là hết kết thúc giải năm nay. Mourinho muốn vào top 4. Đây là cái Bi có thể nói là thêm tinh thần và cái cảm giác tốt hơn, có thể vào top 4 được. Bi có tin, có chắc chắn có vào được. Còn anh Quang Thanh sao? Theo anh nghĩ mua được một tiền vệ Lo Celso về quá hay. Mình thích cái cặp tiền vệ thi đấu trận vừa rồi đấy lại Tottenham. Và Win và Lo Celso đã Win thì Lo Celso về thì giống như Win nó chia lửa được bớt về cho một người đó, mà lúc mà có bóng thì Lo Celso sẽ chuyền bóng lên trên rất tốt. Mình thích cái cách chơi của Lo Celso. Với lại hôm qua mình có một sự trở lại nữa cũng rất là quan trọng, đó là Hugo Lloris. Đúng rồi. Tại vì khi mà thủ môn chính thức của đội bóng trở lại mà còn là thủ quân nữa thì hàng thủ nó chắc chắn hơn là điều rõ ràng, bởi vì anh ta có khả năng điều khiển được hàng thủ. Trước đây là thủ môn dự bị Gazzaniga đâu đó không điều khiển được hàng thủ, nên là hậu vệ lên xuống nó bị trật nhịp, nó rất chật vù. Hôm qua mình thấy là hàng thủ, cái khoảng cách giữa các cầu thủ phòng ngự của Tottenham rất là tốt, và tôi tin rằng đâu đó là sự trở lại của Hugo Lloris. Và Gundogan là một tiền vệ người Đức rất là lạnh lùng trên chấm 11m, đá 8 trái phạt đền ở giải Ngoại hạng Anh, vào hết cả 8. Thì tại sao hôm qua anh ta đá hỏng? Thì có thể đó là sự trở lại của Lloris. Và tôi cũng đồng ý với anh Trần Minh rằng là hôm qua tôi xem trận đấu của Tottenham với Man City, tôi thấy rằng sự trở lại của Hugo Lloris là rất quan trọng đối với Tottenham. Và tôi cảm thấy rằng là hàng thủ của Tottenham thi đấu rất chững chạc và cảm thấy tự tin hơn. Và mỗi lần chuyền về cho thủ môn thì họ đều rất tự tin cái chuyện đó. Và tôi nghĩ rằng là Man City trong mùa giải năm nay họ cũng đã an phận với vị trí top 3 của mình, cũng như là top 4 của mình ở Ngoại hạng Anh. Vì thật sự là Liverpool đã bỏ xa họ quá xa và chờ đến họ vô địch trước bao nhiêu vòng đấu thôi. Còn Tottenham thì sau những chuỗi trận mà họ không tốt thì họ đã trở lại sau trận thắng với Man City, và tôi nghĩ rằng là đó là một động lực để họ bứt lên và tiệm cận với Chelsea, và sau đó họ có thể xoan ngôi Chelsea ở vị trí top 4 cuối mùa.